tôi đang đi trên thuyền đi thăm bà con sống ở trên sông, đang chài cái đầm sống trên sông nước ấy. Đây là dòng sông Chu. Đây là các cái lồng cá à, nuôi cá đó. Tấm lồng. Tấm lồng. Đây hai đứa nhà mình nè. Dạ vâng ạ. À. Con đi học về á. Rồi. Rồi hai anh em đi học về à? Dạ vâng. Con học lớp mấy? Dạ con học lớp 10 ạ. Lớp 10 rồi. Vâng ạ. À lớp 10 mà như cái kẹo nha. Năm nay mấy tuổi rồi? Dạ con 15 ạ. 15 rồi. Về đi con, ra hồ về đi. Con lên thuyền đi. Con lên đi con. Đó 15 tuổi mà như cái kẹo vậy đó. Đây là gia đình mình tên gì nhỉ? Gia đình con là vợ chồng Hưng Thuận. Hưng Thuận à, Hưng chồng là Hưng và là Thuận. Vâng. Gia đình được mấy cháu? Con được ba. Được ba cháu. Đây là ba cháu đây à? Con ngồi lên trên đi. Ngồi lên đây này. Màu giấm. Đấy. Màu giấm này. Gái rượu gà gái rượu nằm trong đó. Dẫn lên đây. Màu giấm này. Được, thôi được, để đến nằm đó, nó thẹn đó, nó thấy người lạ đến, cha chứ ai mà ngại, ngon. Vậy anh con tên gì? Dạ, con Nguyễn Văn Nguyên ạ. Nguyên học lớp lớp 10, rồi đến em là tên gì? Viễn, lớp 7, lớp 5, còn em thì đi học chưa? À, một giáo lớn. À, rồi là gia đình con sống ở trên sông nước thì có vất vả không? Thì cha thì cuộc sống sông nước của gia đình con thì bao gia đình khác trong một gia tộc thì cái này là dòng đến được bố thì con cuộc sống rất là vất vả cha. Vừa làm được vừa không được cha. Thế là một đêm thì đánh cá có một được thì 100.000, không thì nữa thì 30.000, thậm chí không được chị cũng nghĩ là cuộc sống vất vả lắm chẳng, không biết làm sao để lo toan trong ngày rồi còn cho các con đi học nữa. Sao con ngàn nó bị sao? Con ngàn này vô bếp hay nó đẻ trong bếp đó? Không biết, tại sao nó lại chui bếp nhà? Nhưng mà bếp có lửa không? Nó nằm trong đó nữa. Rồi tí nữa nhá, tí nữa bắt nó ra nhá. Rồi được, vậy bố mẹ thì có biết chữ không? Vợ chồng con thì có mình con biết chữ thôi. Các con học chỉ có vợ con không biết chữ. Vợ thì không biết chữ à? Nhưng mà biết đọc đồng tiền này đồng tiền kia biết chứ nhỉ? Nhất là tiền 500 mới đưa cái biết ngay là 500.000 đúng không? Rồi chúng con thích ở dưới sông hay là thích lên trên bờ? Con muốn ở trên bờ. Tại sao lại không thích ở dưới sông cho nó mát mẻ nào? Ở dưới sông thì về mùa đông hơi rét ạ. Rét lắm mà. Còn lại thì đi qua bãi đi học rồi là đi qua bãi cát nóng lắm ạ. Rồi còn mùa lũ lụt thì sao? Thì khổ ạ. Cứ phải trèo trống đúng không? Vâng. Nguy hiểm đó. Rồi bây giờ cũng còn lớn rồi thì đa số là biết bơi hết rồi chứ nhỉ? Con biết bơi nhỉ? Dạ con biết bơi rồi. Viễn biết bơi chưa? Rồi, bé tí tẹo về biết bơi rồi. Còn em thì chắc chưa biết bơi nha. Thì là phải lấy dây mà buộc. Con giữ cái dây sẵn đấy chứ. Đêm cái dây đó. Cái cột. Đêm ngủ cũng phải cột lấy cháu. Không cột là không may nó bỏ ra cái là nó rớt xuống sông mất. Nghe như là chuối rớt xuống cho này. Nghe nói là chết hụt phải không? Đấy, chuối nó làm sao, nó bị sao? Nó xong ấy cha. Vợ chồng con thì đi lễ về cũng 1 tháng
cái ở đâu này chơi này, cái cầm hoa ấy là chứ dân hoa với mẹ anh chơi ở ngoài là cả xong cũng mô gia đình vừa cưới. Ồ, thế là khi mà biết được tìm hai vợ chồng với nhau thì cũng thì làng cho làng lại thì lâu quá thì chả. Ồ. Thì các con nghĩ là đúng là không mà sau đó vẫn hy vọng tìm mãi đến phải đến tầm gần 30 phút thì chẳng thì có được con lên thì lúc đó đã thăm hết chẳng. Ồ, thăm tiếng người ấy rồi. Trong sự kiện thì quan trọng thì học sinh chưa làm việc thì lúc đó thì cha mẹ cũng chưa chưa. Ồ, mày đó. Mày đã chết hụt rồi đó, nhưng mà cái người mà chết hụt đó là sống dài lắm á nhá. Có khi còn sống cả trăm tuổi đó. Nhưng mà đó thôi thì cũng là ơn lành của Chúa. Chứ 30 phút mà dưới sông mà vớt lên mà đang còn sống được đến ngày hôm nay rất là phép lạ đó nhá. Thì con cố gắng nhá. Đêm ngày đọc kinh cầu nguyện, rồi một ngày nào đó thì mình sẽ được lên trên bờ nhá. Có nhà cửa lên trên bờ để cho cuộc sống an toàn hơn nhá. Rồi hôm nay thì cha đến thăm gia đình, thì cha cũng sẽ hiệp ý để cầu nguyện cho gia đình sớm được lên trên bờ để có nhà cửa, để có nơi che nắng che mưa, nhất là cho các cháu nó được an toàn hơn, được đi học hành đến nơi chốn hơn nhá. Rồi để chúc cho gia đình con luôn được khỏe mạnh, được bình an nhá. Tí nữa đi. Kính thưa quý vị, đây là một căn nhà nữa của một gia đình dân trai tại làng trai Giáo xứ Cà Đầm, sống trên dòng sông Chu. Đây là gia đình của Hưng Thuận, anh Hưng và chị Thuận. Đấy. Đấy, một căn nhà rất là đẹp, khang trang, ngay ở phố Đầm. Đó là ngay ở phố Đầm đó. Và đặc biệt là ngay ở trước nhà thờ Cà Đầm. Đấy. Nhà thờ trước mặt đấy. Nhà mới được xây dựng xong. Hôm nay Caritas Thanh Hóa lên để làm phép nhà và bàn giao căn nhà này cho gia đình của anh chị Hưng Thuận. Đây là phòng khách. Là phòng khách của căn nhà. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Và phòng ngủ thứ hai. Đây là bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Hai nhà gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ và trên lầu là cái sân thượng thôi. Và ở đây là ở ngoài đê cho nên là nước lũ hay bị dâng khi mùa lụt đến, nên là phải có cái tầng trên đó, trên lầu đó để mà chạy lũ. Đấy, đấy, nhà mới được xây dựng xong rồi, bây giờ thì sẽ làm phép nhà, thì xin Chúa đến để thánh hóa căn nhà này cho gia đình của anh Hưng và chị Thuận. Xin mọi người hợp ý qua nghi thức làm phép nhà. Cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người luôn thăm viếng hồn con và xuống.
bình an cho nhà này và mọi người trong nhà này. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy so sánh nơi lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em nuôi dưỡng tình bác ái và chia sẻ vui buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng các ông đỉnh tới. Người làng thì muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ ngài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày đã sắp tàn. Người liền vào với các ông, và đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và họ nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng thật dài sự kiện Chúa Giêsu phục sinh diễn ra đồng hành cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Chúng ta thấy cái bối cảnh lúc bấy giờ hai môn đệ là những người đi theo Chúa Giêsu, là những người mà cũng mong muốn rằng đi theo Chúa để đổi có cuộc sống nó tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Nhưng mà khi họ chứng kiến được Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết thì hầu như niềm hy vọng của họ bị vụt tắt, tương lai của họ trở nên mù mịt, cho nên họ đã buồn bã, đã chán nản và bỏ trở về quê hương của mình để rồi làm lại cuộc đời. Nhưng mà trong cái lúc mà họ đã tuyệt vọng như vậy thì Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với họ và đã chia sẻ lời Chúa cho họ và mở mắt tâm hồn của họ, để cuối cùng qua cử chỉ cầm bẻ bánh, Chúa Giêsu đã làm cho họ nhận ra ngài là Đấng phục sinh. Khi đó thì hai môn đệ này đã lấy lại được niềm tin, được niềm hy vọng của mình. Các ông đã vui sướng và trở về Jerusalem để loan báo tin mừng cho các anh em của mình. Áp dụng cái bài tin mừng này vào hoàn cảnh của anh chị Hưng Thuận. Thì cũng vậy, bao nhiêu năm trời đi theo Chúa, bao nhiêu năm trời là con cái của Chúa, nhưng mà gia đình của anh chị sống ở trên sông nước, trên cái dòng sông chảy trong cuộc đời của mình nó trôi nổi theo con nước như vậy, chứng kiến bao nhiêu những cái khó khăn thử thách mỗi khi lũ lụt phải đến, mỗi khi bệnh tật, rồi là đói nghèo, rồi là chết chóc, do những cái rủi ro mà con cái có thể rớt xuống sông bất cứ lúc nào. Thì trong chính trong những cái lúc đen tối như vậy, người họ cũng ao ước có được một cái tương lai tươi sáng. Và đến ngày hôm nay thì người ơn cứu độ đã đến cho gia đình của anh chị Hưng Thuận, đó là anh chị sẽ có được miếng đất ở trên bờ, và qua cái sự yêu thương giúp đỡ của cha xứ thì anh chị thì cũng đã xây được cái căn nhà này rất là khang trang đẹp đẽ. Đấy là hậu ân mà Chúa ban cho gia đình qua cái việc mình cầu nguyện, mình theo Chúa, Chúa ban ơn cho mình. Như vậy thì đấy là cái hồng ân. Cho nên là trong cái nghi thức làm các nhà này và trong phước cuộc đời, anh chị ở Hưng Thuận đó thì hãy luôn luôn sống trong tình tạ ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả những ai đã làm ơn làm phúc cho mình, đặc biệt là đối với cha xứ Chú Xe Nguyễn Văn Hàng ở đây. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau để dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa Trời Đất, Đấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng đồng thanh tôn vinh lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh,
Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong ngày này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lời Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong ngày này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Lời Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và phải chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không có nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ cũng có được nơi ở xứng đáng. Lời Chúa xin ở lại với chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng đưa Cha chỉ lên đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chương cám dỗ nhưng yêu chúng con cho cõi sự giữ. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang này. Xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi sang nhà này họ vui mừng vì có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ được Chúa hiện diện luôn mãi cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bao la tình Chúa yêu con, mấy mong nữa biến thay tình, ngàn dao như ngàn con sôi. Vô về năm tháng đời con, tình ngày như mưa đỉnh núi, suốt đời con đổ gian dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Cần được cái công rất là lớn của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hàng
thì rồi họ mới có được cái những gì mà chúng ta đang thấy hiện hữu ở đây. Cho nên giờ phút này xin mời cho du xem những ngân hàng có hơi lần với mời cha. Vâng, trước hết là chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tất cả ân lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên chúng ta, đặc biệt là gia đình anh chị Hưng Thuận. Với tư cách là người đang làm công tác phục vụ tại giáo xứ Kiểu Đầm, trước hết thì con xin chân thành cảm ơn cha Thương, chủ tịch ủy ban công tác của giáo phận Thanh Hóa đã luôn đồng hành với giáo xứ Kiểu Đầm, đặc biệt là đối với những người đang sống lênh đênh ở trên dòng sông này. Thưa tất cả quý vị ân nhân, thì gia đình anh chị Hưng Thuận đây thì đã rất là nhiều năm rồi sinh sống ở trên dòng sông Chu dưới một con thuyền rất là chật chội, và mùa hè thì rất là nóng, mùa đông thì lạnh, rồi còn con nhỏ nữa. Quốc hàng đầu á, ngày trước là đã bị chết hụt một lần là do bị rơi xuống sông, sau đó là người ta đã tìm lên thì rất may là Chúa đã thương cháu, đã sinh năm nay cháu học lớp 10. Thì cũng đã bao nhiêu năm rồi, anh chị cũng đã rất là mong muốn có một cái cơ nhà để ổn định cuộc sống, và những lúc mà lũ lụt thì có nơi mà ẩn náu. Ấy thì hôm nay thì nhờ cái sự trợ giúp của Caritas Thanh Hóa, cụ thể là cha Thường đã thương, thì anh chị đã có một cái căn nhà tạm gọi là khang trang đối với gia đình. Thì con xin chân thành cảm ơn cha rất là nhiều, và cảm ơn tất cả quý ân nhân rồi đã thương đồng hành với gia đình anh chị, rồi anh chị cũng đã cố gắng bằng cái sự nỗ lực của mình để rồi tạo được một cái nhà này, để từ nay anh chị không còn phải lênh đênh ở trên dòng sông nữa. Tất nhiên là cái nghề của anh chị thì không thể bỏ được cái nghề chẻ lưới đấy, nhưng mà ít nhất là nó cũng ổn định cuộc sống để nuôi cho các cháu ăn học, để rồi cái cuộc sống có thể là mỗi ngày nó được trở nên tốt đẹp hơn. Một lần nữa tôi xin thành cảm ơn cha và cảm ơn tất cả mọi người. Xin thế là cảm ơn cha, rồi tổ chức cho cha luôn được nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa để cho tiếp tục dẫn dắt đoàn trên của cha nơi giáo xứ Kiểu Đầm đây, cũng như là đặc biệt là gia đình của anh Hưng là Hưng Phận. Và bây giờ xin mời đại diện của gia đình con luôn lời thứ hết thì gia đình con cũng tạ ơn Chúa và mẹ, đã ban gia đình con nhiều ơn lành của Chúa. Con xin cảm ơn cha chủ tịch công tác của giáo phận Thanh Hóa, đó là cha Paulo Bùi Văn Thường. Sau cùng con cũng cảm ơn quý ân nhân bà Thư và toàn thể gia đình tôi xây dựng ngôi nhà. Sau cùng cảm ơn cha chí sứ của giáo xứ Kiểu Đầm và cha phó sứ, cha chí sứ Kiểu Đầm đó là cha Du Xe Hồ Văn Hằng và cha phó Du Xe Hồ Văn Huân, bà Thư dìu dắt gia đình chúng con trong thời gian xây dựng căn nhà. Hai cha cũng, mặc dù hai cha rất bận rộn với công việc phục vụ giáo xứ, nhưng hai cha vẫn thương lo lắng và chăm lo cho công việc xây dựng gia đình con. Thì chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân, xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha quý ân nhân, mạnh khỏe bình an. Dân chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân. Rồi trong cái căn nhà này luôn luôn phải dâng lời tạ ơn Chúa nhé. Dạ, nhớ người ta ăn quả nhất kẻ trồng cây cũng như những nguồn. Thì nhớ đến công ơn của cha tôi xem cũng vận hàng này, cái ơn của cái công của ngài lớn lắm. Rồi nhớ đến công ơn của những người đã làm phúc cho mình, ân nhân nhé. Về phía cha Tát Thanh Hóa thì xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân của cha Tát Thanh Hóa đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình sống lênh đênh ở trên sóng nước để họ có thể lên bờ có được căn nhà để chân nắng chân mưa. Thì xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân. Chúc cho gia đình con an cư lạc nghiệp để ở trong cái căn nhà này nhé. Chúng ta muốn một con trăng có tay để chúc cho gia đình. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!